Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 với chủ đề "Bình thuận kết nối tiềm năng". Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố cùng hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bình Thuận, định hướng quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo tiền đề thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiều năm qua đã đạt những kết quả khả quan. Cụ thể, GRDB năm 2022 ước tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,35%, công nghiệp xây dựng tăng 5,9% và dịch vụ tăng 11,28%. Tỉnh cũng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng và tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắt cho các nhà đầu tư. Chỉ số BCI Bình Thuận đạt 65,96 điểm, đứng thứ 21 trên 63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2020, nằm nhóm khá của cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định với định hướng phát triển bền vững kinh tế xã hội, tỉnh Bình Thuận luôn mong muốn trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả dành cho tất cả các nhà đầu tư chiến lược. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện các dịch vụ hành chính công, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi. Bình Thuận tập trung thu hút đầu tư trên 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao xây dựng chuỗi giá trị, đó là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Đối với công nghiệp, tỉnh ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng về bức xạ mặt trời và năng lượng gió đi đôi với phát triển công nghiệp chế biến chế tạo. Về lĩnh vực công nghiệp, thu hút các dự án điện gió ngoài khơi trên địa bàn Lai Di, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bắc Bình, Tuy Phong, các dự án thứ cấp vào các khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, Hàm Kiệm 2 sông Bình Tuy Phong, Tân Đức Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, các cụm công nghiệp chế biến chế tạo sử dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại, đảm bảo thân thiện với môi trường, đặc biệt chú trọng các ngành nghề công nghệ mới, công nghệ ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học đối với du lịch đa dạng hóa các loại hình sản phẩm non cao đẳng cấp lấy khu du lịch quốc gia mũi né làm hạt nhân lan tỏa tạo ra sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế về lĩnh vực du lịch thu hút các dự án du lịch cao cấp các khu vui chơi giải trí cao cấp các dự án thương mại các dự án đô thị khu dân cư trên địa bàn thành phố phan thiết thị xã la di huyện bắc bình tuy phong hàm thuận nam Đối với nông nghiệp, tiếp tục dành nguồn lực của địa phương tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương để phát triển hệ thống thủy lợi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành những vùng chuyên canh lớn, quan tâm phát triển mạnh hơn kinh tế hải sản. Về lĩnh vực nông nghiệp, thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại, xây dựng chuỗi giá trị trồng trọt, chăn nuôi chế biến tiêu chuẩn quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao cho các sản phẩm nông nghiệp trong tỉnh.